xin chào thầy cô sử dụng trò chơi học tập như một hoạt động để mở đầu bài mới hay ôn tập bài cũ là một cách thức vừa giúp cho giờ học được hứng thú hiệu quả hơn lại vừa giúp giáo viên biết được mức độ tiếp thu bài của người học ở một video trước thì mình đã đề cập đến ứng dụng tạo trò chơi học tập là Quizi một ứng dụng tạo trò chơi học tập khác cũng rất phổ biến trên thế giới là Kahoot hai ứng dụng này thường được so sánh với nhau có một số khác biệt về cách thức chơi với bản thân mình thì mình yêu thích và sử dụng cả hai vì mỗi ứng dụng đều mang lại cho học sinh những trải nghiệm độc đáo riêng biệt. Ở video này mình sẽ hướng dẫn tổng quan về Kahoot nên thầy cô hãy tham khảo một lục thời gian ở phần mô tả của video nếu muốn tua nhanh đến nội dung mình quan tâm. Đây là trang chủ của Kahoot trên trình duyệt web. Cũng tương tự như Quizy, để tham gia chơi Kahoot thì học sinh không cần dùng máy tính, chỉ cần điện thoại và cũng không cần cài đặt phần mềm. Đối với giáo viên để tạo trò chơi thì cần phải bấm đăng ký để tạo tài khoản. Chọn loại tài khoản và vai trò là giáo viên hay học sinh hay gia đình hay doanh nghiệp. Khi chọn là giáo viên thì xác định tài khoản của bạn thuộc trường học hay cơ sở giáo dục sau đại học, ban quản trị trường học hay doanh nghiệp. Thầy cô có thể chọn lựa là trường học. Sau đó nhập email, đặt mật khẩu, bấm đăng ký. Bạn giới thiệu các gói tài khoản hiện ra và thầy cô có thể chọn loại tài khoản basic miễn phí để bắt đầu trải nghiệm. Tuy nhiên ngay tại thời điểm của video này thì chúng ta đang ở trong một giai đoạn lịch sử đặc biệt với đại dịch Covid-19 nên Kahoot đang có chương trình mở miễn phí nâng cấp toàn bộ gói tài khoản premium. Do đó thầy cô hãy bấm vào dòng thông báo ở đây rồi bấm nhận tài khoản premium miễn phí dành cho trường học Quá trình kích hoạt được thực hiện. Tiếp theo ta nhập tên gọi, đặt tên tài khoản, nhập tên trường học của mình nếu muốn. Ở phần thông tin này thầy cô thấy tài khoản của chúng ta đã là premium mà không cần phải tốn tiền nâng cấp hay nhập thông tin thanh toán. Tuy nhiên trong lớp hướng dẫn thì mình cũng sẽ nói luôn về các giới hạn của tài khoản basic để về sau khi chính sách premium hết hạn thì thầy cô cũng không bỡ ngỡ khi tài khoản của mình bị giới hạn lại thành loại tài khoản basic. Đầu tiên ta làm quen với Kahoot, ta có thể demo một phiên chơi để xem cách thức hoạt động của nó như thế nào. Thầy cô hãy hình dung phần bảng bên phải này là phần trình chiếu của giáo viên cho cả lớp, còn bên trái là giao diện trên điện thoại của học sinh. Để tham gia vào trò chơi thì học sinh chỉ cần truy cập vào trang web kahoot.it hoặc mở ứng dụng kahoot, nhập mã số này vào, sau đó nhập tên trên điện thoại và ngay lập tức tên của học sinh sẽ hiện lên trên màn hình chính. Khi nào học sinh đã vào đông đủ rồi thì thầy cô có thể bắt đầu trò chơi. Thầy cô lưu ý là ở chế độ trên này thì trên màn hình chính của giáo viên sẽ hiện đầy đủ câu hỏi và câu trả lời, còn trên điện thoại của học sinh thì không hiện đầy đủ câu hỏi và câu trả lời mà chỉ hiện các ký hiệu tương ứng của câu trả lời ví dụ sau khi đọc câu hỏi trên màn hình xong và muốn chọn đáp án màu xanh lá thì học sinh chỉ cần bấm vào ký hiệu màu xanh lá trên điện thoại của mình phần màu tím này là thời gian còn lại của câu trả lời còn đây là số lượng học sinh đã trả lời xong câu hỏi sẽ tự kết thúc khi hết thời gian hoặc tất cả học sinh đã trả lời xong nếu không muốn chờ thì cô có thể bấm skip để bỏ qua ngay sau mỗi câu hỏi sẽ hiển thị đáp án cùng với thống kê số lượng câu trả lời đúng sai của cả lớp và tiếp theo là bảng điểm xếp hạng Ai trả lời sai thì không có điểm, còn nếu cùng trả lời đúng thì câu trả lời của ai nhanh hơn sẽ có mức điểm cao hơn. Khi đã trả lời hết tất cả các câu hỏi thì trò chơi kết thúc. Bảng xếp hạng vinh danh sẽ hiển thị trên màn hình chính và trên điện thoại của học sinh. Đây chính là phần demo một trong hai chế độ chơi của Kahoot. Giờ thì ta sẽ tự tạo một trò chơi, bấm tạo Kahoot mới. Ngoài việc tự soạn câu hỏi ra, thì thầy cô có thể xem ngân hàng câu hỏi có sẵn Kahoot, thay nhập vào các từ khóa hay chủ đề liên quan muốn tìm. Khi thấy câu hỏi nào phù hợp và muốn sao chép thì bấm add để thêm vào trò chơi của mình. Sau khi thêm vào rồi, thầy cô có thể chỉnh sửa lại nội dung, đáp án hay hình ảnh đính kèm của câu hỏi hoặc xóa nó đi. Ngoài ra còn có thể nhập một lúc tự động hàng loạt các câu hỏi từ file dữ liệu Excel có sẵn. Tuy nhiên, cần dùng file Excel theo mẫu của Kahoot tải từ đây để nhập dữ liệu câu hỏi hay đáp án theo đúng định dạng mới làm theo cách này được. Bây giờ quay lại với việc tự soạn thảo câu hỏi. Đây là các loại câu hỏi của Kahoot, có những loại câu hỏi chỉ vừa mới ra mắt đây thôi. Với bản Premium, chúng ta có thể sử dụng tất cả các loại, nhưng nếu là tài khoản Basic thì chỉ dùng được hai loại câu hỏi đầu tiên là trắc nghiệm và đúng sai mà thôi. Trong các loại câu hỏi này thì loại câu hỏi được dùng phổ biến nhất của Kahoot là Quick trắc nghiệm. Đây là khung soạn thảo câu hỏi. Trong quá trình soạn thảo, ta có thể tô đậm, in nghiêng hay chèn các ký tự đặc biệt, ký hiệu tiền tệ, toán học. Có thể chèn hình ảnh và câu hỏi bằng cách Tải hình có sẵn từ máy tính lên hoặc bấm vào thư viện hình ảnh bản quyền của Kahoot, gõ từ khóa để tìm hình ảnh mình muốn. Thư viện hình ảnh của tài khoản Premium có bản quyền và cũng phong phú đa dạng hơn với chất lượng hiển thị cao hơn so với thư viện hình của tài khoản Basic. Hình sau khi đã chọn có thể cắt xén hay phóng to thu nhỏ tùy ý. Tài khoản Premium còn có tính năng hiển thị từng phần của hình kiểu như thế này, phù hợp để gây ấn tượng hay tăng độ khó cho những câu hỏi dạng hình ảnh. Ngoài ra có thể thêm video câu hỏi bằng cách chèn đường link YouTube, chọn thời điểm bắt đầu và kết thúc để cắt đúng đoạn mà liên quan đến câu hỏi nếu video đó quá dài. Phần soạn thảo câu trả lời bên dưới, tương tự thì cũng có thể chèn hình ảnh từ máy tính hay thư viện vào câu trả lời. Số lượng câu trả lời tối thiểu là 2 và tối đa là 4. Sau khi nhập các câu trả lời xong thì ta click vào nút tròn để bật dấu check màu xanh của đáp án đúng. Tiếp theo đặt giới hạn thời gian cho câu trả lời từ 5 giây đến 240 giây tức 4 phút. Số điểm của mỗi câu mặc định là 1.000 điểm, ta có thể chỉnh về mức 0 hoặc tăng lên mức 2.000 tùy theo độ khó của câu hỏi. Đối với loại câu hỏi đúng sai thì giao diện soạn thảo cũng tương tự, chỉ khác là mặc định chỉ có hai câu trả lời đúng và sai. Tiếp theo là loại câu hỏi open-ended, tức câu hỏi tự luận. Sau khi nhập câu hỏi, ta sẽ nhập đáp án ngay bên dưới. Thầy cô nên bấm thêm vào nhiều đáp án tương đồng và đồng nghĩa như ví dụ này, để hạn chế những trường hợp người học trả lời đúng nhưng dùng từ khác đồng nghĩa mà vẫn bị tính là sai. Với loại câu hỏi này thì thời gian chơi nên lâu hơn một chút. Loại câu hỏi tiếp theo là puzzle, tức xếp hình, là loại câu hỏi mà người chơi phải sắp xếp lại các câu trả lời theo đúng thứ tự. Ta chỉ cần nhập lần lượt đáp án theo đúng thứ tự, chúng sẽ được tự xáo trộn ngẫu nhiên khi chơi. Trong các loại câu hỏi thì bốn loại đầu tiên là các câu hỏi có đúng sai và có tính điểm. Kahoot đã bổ sung thêm dạng câu hỏi poll bình chọn dùng để thu thập ý kiến, giao diện soạn thảo của nó cũng tương tự loại trắc nghiệm chỉ có điều để lấy ý kiến cho nên nó không có đúng và sai loại cuối cùng slide là một loại khá đặc biệt không phải dùng để hỏi đáp mà là để cung cấp thông tin đây là một tính năng mới của kahoot cho phép các thầy cô có thể tạo slide chèn vào sau mỗi câu hỏi để giải thích thêm hay bổ sung thông tin về đáp án trước đó sau khi soạn thảo xong tất cả các câu hỏi thầy cô có thể bấm vào review để xem trước giao diện hiển thị của từng câu hỏi khi đã hài lòng thì bấm hoàn thành Đặt tên hay mô tả nội dung của trò chơi và xác nhận. Để quản lý tất cả các trò chơi và bài tập đã tạo, ta bấm vào mục Kahoot. Tùy chỉnh lại chế độ riêng tư nếu cần. Chế độ only you thì chỉ có thầy cô và những ai được mời phải đăng nhập vào thì mới xem được. Chế độ public thì ai cũng có thể tìm và chơi được trò chơi thầy cô đã tạo. Unlisted thì có thể gửi link cho người khác chơi nhưng dữ liệu câu hỏi của trò chơi thì không hiện trong thư viện Kahoot. Để chơi ta bấm play có hai chế độ chơi quan trọng của Kahoot. Chế độ này chính là chế độ mà ta đã chơi thử ngay từ phần mô phỏng ở đầu video và cũng là chế độ chơi phổ biến nhất của Kahoot. Chế độ này sẽ phù hợp để chơi trực tiếp trên lớp hay chơi trực tuyến trong buổi học online qua video. Giáo viên điều khiển cho tất cả học sinh bắt đầu và kết thúc trò chơi cùng lúc. Còn chế độ Assign này thì giống như dạng giao bài tập. Nội dung đầy đủ của câu hỏi và câu hỏi trả lời sẽ hiển thị trên màn hình của học sinh. Học sinh có thể chơi bất cứ khi nào miễn là hoàn thành trước thời hạn ngày và giờ mà giáo viên đã quy định. Ở phần tùy chỉnh, ta có thể lựa chọn có bật đồng hồ đếm thời gian cho mỗi câu hỏi hay không? Có cho học sinh tự luyện tập lại các câu hỏi khó sau khi chơi hay không? Lưu ý là chỉ định này chỉ có ở tài khoản premium, còn basic thì không có. Tiếp theo là có xáo trộn ngẫu nhiên thứ tự các câu hỏi của mỗi người chơi hay không? Còn đây là chế độ tạo nickname ngẫu nhiên cho người chơi không cần tự nhập tên vào. Giới hạn số người hay số lần chơi của trò chơi này là 2.000 cho tài khoản Premium, còn tài khoản Basic thì giới hạn là 50. Giờ thì bấm tạo trò chơi, copy đường link ở đây hay mã số này để gửi cho học sinh. Ngoài ra còn có thể gửi bài tập trực tiếp qua Google Classroom, Remind hay Microsoft Teams nếu đã thiết lập sẵn lớp học ở các ứng dụng đó. Ví dụ khi gửi qua Microsoft Teams mình có thể share link cho một kênh hay tạo bài tập, chỉ định lớp, Điền đề bài, hướng dẫn, mức điểm và thời hạn làm bài rồi gửi bài tập. Khi có học sinh chơi trò chơi hay làm bài tập thì thông tin về điểm số, tỷ lệ trả lời đúng sẽ hiện ở đây. Để theo dõi bài tập hay xem lại kết quả của các trò chơi đã tổ chức, ta có thể chọn vào thẻ report, chọn vào bài tập hay buổi chơi mà ta muốn xem kết quả. Trong bản tổng kết này ta có thể xem lại kết quả chơi của cả lớp, tỷ lệ trả lời đúng và điểm số của mỗi học sinh. Ngoài ra tài khoản premium thì còn cho phép phân loại các học sinh có tham gia nhưng chưa hoàn thành. Phân loại các học sinh cần giúp đỡ tức là các học sinh có tỷ lệ câu trả lời đúng chỉ dưới 35%. Phân loại các câu hỏi thuộc dạng khó tức là có tỷ lệ trả lời đúng thấp. Những thống kê nâng cao này sẽ không hiển thị với tài khoản basic. Nếu muốn in toàn bộ kết quả để lấy định dạng PDF thì chỉ hỗ trợ tài khoản premium. Tuy nhiên, tài khoản basic cũng có thể tải toàn bộ kết quả xuống dưới dạng file Excel. Kết quả thống kê trong file Excel được phân tích theo học sinh hay theo câu hỏi? rất sinh động và cực kỳ chi tiết cũng là một đặc điểm của kahoot mà mình rất yêu thích ngoài để tổ chức trò chơi học tập thầy cô cũng có thể bấm vào thẻ discover của kahoot để khám phá thêm các trò chơi hay các bộ sưu tập trò chơi theo chủ đề theo môn học của các giáo viên khác trên khắp thế giới để tham khảo và trau dồi thêm cho bản thân như vậy là mình đã hướng dẫn đầy đủ các tính năng và thao tác cơ bản của kahoot Tuy nhiên do ứng dụng cũng thường xuyên cập nhật và nâng cấp nên so với thời điểm hiện tại của video này nếu ứng dụng có gì thay đổi thì mình sẽ tiếp tục cập nhật. Hy vọng các thầy cô có thể ứng dụng Kahoot một cách linh động hiệu quả trong dạy học và trong công việc của mình. Xin chào!